Từ 15 giờ chiều nay ngày 3 tháng 10, giá xăng RON 95 giảm 1.140 đồng một lít, bán ra ở mức 21.440 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 1.050 đồng một lít, bán ra ở mức 20.730 đồng một lít. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng giảm giá hầu hết các mặt hàng. Theo đó, giá xăng E5 giảm 1.050 đồng một lít, bán ra là 20.730 đồng một lít. Giá xăng RON95 giảm 1.140 đồng một lít, giá bán ra là 21.440 đồng một lít. Như vậy, với đợt giảm giá này, giá xăng đã giảm về mốc của tháng 9 năm 2021. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 26 lần điều chỉnh với 13 lần tăng, 12 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Riêng xăng đã có kỳ giảm giá lần thứ 9 kể từ đầu tháng 7. Ở thị trường thế giới, giá dầu tiếp tục giao dịch không ổn định. Ngày 3 tháng 10, dầu Brent giao dịch tháng 12 tăng 2,9% lên mức trên 88 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,8% lên mức 88,3 đô la Mỹ một thùng. Dù vậy, kết thúc quý 3, giá dầu Brent và WTI vẫn giảm lần lượt là 23% và 25%.